Hôm nay mình sẽ học bài bài kỹ năng nói, và kỹ năng nói có 12 phút. Kỹ năng nói có 12 phút. Và chúng ta sẽ có 4 phần, 4 phần trong phần thi nói. À, em sẽ nói rõ một tí này. Nó có 4 phần, 4 phần trong 4 part trong cái phần thi nói hay trong phần thi nói. Rồi. Và 4 phần trong phần thi nói này, và mọi người nhớ nó giống như kỹ năng viết, giống như kỹ năng viết ở chỗ gì ạ? Đó là nó không chấm đúng và sai, nó không chấm đúng và sai, mà chỉ cần mọi người hiểu rồi mọi người phản xạ. Mọi người hiểu rồi mọi người phản xạ, và thậm chí là phản xạ sai cũng được, mọi người vui lòng đừng ngồi im lặng giùm em. Mọi người không được ngồi im lặng, mọi người nói sai mọi người cũng nói, mọi người phát âm sai mọi người cũng phải nói, và mọi người dùng sai ngữ pháp mọi người cũng nói. À, như vậy nó giống như là kiểu là kiểu gì ạ? Kiểu mà giao tiếp ở nơi công sở mình, kiểu giống như là tiếng Anh bồi, mình hay sinh viên em hay nói là tiếng Anh bồi. Tiếng Anh bồi có nghĩa rằng là chúng ta hiểu sao ta bồi 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 từng từ từng ý vậy. Như vậy đó là quy tắc cơ bản nhất, mọi người nhớ đó là quy tắc cơ bản nhất để chúng ta có điểm. Điểm tốt nhất là cái sự phản xạ của mỗi người, bởi vì nó chỉ chấm điểm phản xạ và ý tưởng thôi. Mọi người nhớ cái khung tiếng Việt này giùm em. Rồi. À, và theo trình tự em sẽ dạy phần 1. Theo trình tự em sẽ dạy phần 1. Thì phần 1 mọi người đi thi, mọi người sẽ có 3 câu. Mọi người sẽ có 3 câu, và một câu mọi người sẽ trả lời trong vòng 30 giây. 30 giây, và em sẽ nói rất là cơ bản, nói rất là bình thường cho mọi người để thử xem. À, ví dụ mọi người thấy 3 câu như thế này. Nó hỏi từng câu trên màn hình nè. Cho em nói trước rồi sau đó em sẽ mở phần mềm em chia sẻ sau. Rồi, như vậy câu hỏi của mình là tell me about your friends. Hãy nói cho tôi nghe về những người bạn của bạn. Ở đây là những mọi người cũng khá là đứng tuổi. Như vậy mọi người chỉ thấy chữ your friends là những người bạn. Vậy mọi người sẽ nói là nó đơn giản như sau. Yes, my friends. I have many friends. Their names. Dung, Lê, Cường, Hạnh, Đức. They very friendly and they very intelligent. They often help me. They often give me money. Mình cứ nói rất là bình thường. Mọi người thấy em nói bồi không? Còn nếu ai muốn nói hay thì nói như sau. Just let me say, I would like to introduce about my friends. They study at the same college with me. They so intelligent and they so friendly. And when I have something difficult, they always help me and they always share me ideas. Như vậy, mọi người không cần phải nói lưu loát, mọi người không cần phải nói quá hay, mọi người nói được yếu tố friends. Những người bạn của bạn là ai? Rồi vì sao bạn lại chọn họ? Đúng rồi. Rồi suy nghĩ của bạn về họ thì như thế nào? Đó, đó là những cái ý tưởng mình nói ra được, mình cứ nói. Em xin lỗi, ví dụ như là chỗ anh Cường đi, chỗ anh Cường, anh khá là lớn tuổi, hay là cô Hạnh khá lớn tuổi, thì mọi người cứ nói yes, many friends, work with me, friends they friendly, they have money and they give me money. Đó, mọi người nói như thế là được rồi. Nhá. Rồi mọi người cố gắng giùm em nói như thế. Chỉ cần mọi người mở miệng, mọi người nói ra là mọi người sẽ được 25 điểm trở lên. 25 điểm trở lên, mọi người nhớ giùm em. Rồi. Câu số 2. Câu số 2 là what you did yesterday hoặc là last Thầy ơi. night. Dạ. Thầy ơi. Có ai người ta hỏi là bạn làm gì ngày hôm qua? Đôi lúc mọi người đi thi mọi người sẽ thấy chữ yesterday hoặc mọi người sẽ thấy chữ last night. Như vậy, last night hay yesterday là như nhau, đều hỏi về hành động ngày hôm qua. Như vậy mọi người nhớ khi mọi người mở miệng ra nói thì mọi người cứ bắt đầu yes, đúng không ạ? Rồi I have sorry, yes, I stay at home. I stay at home to study the lesson. To study lesson for exam. I study from the morning up to the afternoon
then I went to I went shopping. Đó, mình cứ nói đơn giản. An sẵn sàng đơn giản và để mọi người nói đơn giản. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng là An không khuyến khích học thuộc nói. Mọi người sẽ ngợp ngay, mọi người sẽ ngợp ngay. Và mọi người cố gắng. Rồi. Như vậy, thấy cái câu này thì mọi người cứ nói là yes, I stay at home to study the lesson for exam. And I study from the morning up to the afternoon. And then I went shopping with my wife, with my husband. Đúng không? Như vậy chúng ta cố gắng giùm em ha. Rồi, em thêm một câu 3 nữa trong quá trình đợi anh Lộc thì thêm câu 3. Câu 3 người ta hỏi là what are you going to do for the rest of today? Chữ rest of today. Mọi người đi thi, mọi người nhớ giùm em. Mọi người không dịch hết câu mà mọi người thấy chữ rest of today thì chúng ta sẽ hiểu là sau buổi thi ngày hôm nay bạn sẽ làm điều gì. Như vậy em sẽ nói, ví dụ em nói là yes, chữ yes là văn nói của mình á. Em nói yes, sau đó I think I go home to relax because I feel so tired after the exam. And I will go to bed soon. Đó, mọi người cứ nói thế được rồi. Nói hai ba câu thế được rồi, không cần nói nhiều. Yes, I think I go home to relax because I feel so tired after the exam and I will go to bed soon. Mọi người nói thế đó. Như vậy, cứ ba câu, mỗi người sẽ ba câu. Và trước mắt là em chưa biết là mỗi một người như thế là thi ba câu nào. Trước mắt là em chưa biết được cái vấn đề này, đúng không ạ? Như vậy, chúng ta thầy, mọi người cùng với em là cố gắng làm sao hiểu để phản xạ. Hiểu để phản xạ. Phát âm sai cũng được, không sao cả. Mọi người đừng áp lực cái phần này. Rồi, như vậy là ba câu. Bây giờ em sẽ chuyển tiếp ba câu tiếp theo. Mọi người như vậy chúng ta đã trải qua ba câu. Và chúng ta thấy rằng là phần nói nó khá là đơn điệu. Sẽ không có gì khó khăn cho mọi người cả. Mọi người cứ chịu khó là ngồi nghe em rồi sau đó mọi người sẽ nhẩm trong miệng cho quen được rồi. Một tí em gửi cái file đáp án này cho. Rồi. Cái câu hỏi tiếp theo người ta là gì? Describe the place you are living. Như vậy chữ place là nơi chốn. You are living là bạn đang sống. Có nghĩa là mô tả cái nơi bạn đang sống. Mô tả cái nơi bạn đang sống. Như vậy nó là yes, đúng rồi, yes, rồi sao nữa? I am living in, ví dụ em sống Đồng Nai. I am living in Đồng Nai. And is it very beautiful and big. Nó rất là đẹp và rất là to. It has Đồng Nai River. Đồng Nai River. Đồng Nai River rồi gì nữa à, Gia Lào à, Gia Lao Pagoda. Em sống gần đây cho nên Pagoda. And the people are very friendly. Như vậy em đang soạn ở đây là soạn văn nói. Vậy người ta hỏi cái nơi bạn đang sống là nơi nào thì chúng ta sẽ nói là yes, I am living in Đồng Nai. It's very beautiful and big. And in Đồng Nai has Đồng Nai River, Gia Lào Pagoda, and the people in Đồng Nai are friendly. Đấy, nếu như cô Hạnh sống ở thành phố thì cô Hạnh nói là yes, I'm living in Ho Chi Minh City. It's very beautiful and very big. And it has a Saigon River, Đức Bà Church, and the people in Saigon, they're friendly and they're kind. Đấy, mọi người đa số là sống trên đó, đúng không ạ? Vậy mọi người sẽ mô tả như thế. Rồi. Câu hỏi tiếp theo người ta nói là describe the room. Mọi người nhớ cái room ở đây là cái phòng thi. Cái phòng thi chứ không phải là phòng ngủ của mình. Như vậy mình sẽ mô tả phòng thi, mình nói là yes, I see many students are doing exam. I see many students, they are doing exam. They are
They are typing the keyboard. They are typing the keyboard. The keyboard là bàn phím ấy. They are typing the keyboards and the keyboard and the room is big. The room is big and has many computer. Đó, em dùng những từ cơ bản thôi. Đây là văn nói. Đây là văn nói ha. Có anh, có chị hoặc là ai đó giỏi hơn em thì cái câu này phát hiện ra là văn nói, chứ văn viết là viết vậy không được, đúng không ạ? Như vậy nó là yes, I see many students are doing exam. They are typing the keyboards and the room is big and has many computers, đúng không ạ? Rồi. Câu hỏi tiếp theo đây là tell me about your favorite film star. Film star là ngôi sao điện ảnh, các diễn viên đó, giống như mọi người đấy. Singer là ca sĩ. Ví dụ như mọi người thích nghệ sĩ ưu tú, thích cô Hạnh thì mọi người sẽ nói về cô Hạnh. Rồi, và em nói thử xem. Yes. I love em lấy một người đi ha. Vì em nói Johnny Thúy Nguyễn đi. Lấy tên mọi người thì em ngại quá. Ok. I think I love Johnny Thúy Nguyễn. He is very famous in Vietnam. He often perform in action film. And he's handsome and kind. Đó. Mọi người cảm thấy dài quá rồi mọi người bỏ bớt không sao hết. Nhưng cho em nói này, mọi người đừng học thuộc đáp án nhé. Mọi người đừng học thuộc đáp án giùm em nhé. Nó bị ngợp. Mọi người thuộc nhiều quá mọi người ngợp ấy. Xoáy cho em đọc với nghe đi, đừng có thuộc nó, hiểu được rồi. Như vậy em nói lại ạ. Yes, I think I love Johnny Trí Nguyễn. He's very famous in Vietnam. He's very famous in Vietnam. He often perform in action film. He is handsome and he is kind. Đó, vậy các bạn, mọi người cố gắng là nói đơn giản. Singer cũng vậy, singer là ca sĩ. Mọi người thích ai cũng được. Ví dụ như mình thích ca sĩ Đăng Nguyên, mình nói là yes, I think I love Đăng Nguyên. He is very famous. He often sing bolero song. Bolero song. He is handsome and kind. Đó, mọi người nói như thế đó nhé. Mọi người nói như thế là được rồi. Rồi. Như vậy cứ ba câu, em sẽ đi theo trình tự này để cho mọi người bắt kịp cái nhịp. Sau đó em sẽ mời một số người sẽ nói lại thử em dùm em được rồi em góp ý cho cái cách phát âm. Rồi. Phát âm sai cũng được nhưng em góp ý cho cái ngữ điệu chứ. Sorry, em góp ý cho cái ngữ điệu. Rồi. Em sẽ đi tiếp tục ở 3 câu. Như vậy mình đi thi mình có 3 câu. Em đang làm như thế này để tạo ra một thói quen, đúng không ạ? Rồi. Mọi người thấy đi thi, mọi người thấy chữ famous place. Famous place là cái nơi nổi tiếng ở quốc gia của bạn. Nơi nổi tiếng quốc gia của bạn. Thì em sẽ nói đơn giản thôi. Yes, mọi người nói nơi nào cũng được. The famous place is Đà Lạt. Is Dallas City? Is Dallas City? Is it beautiful? Is it beautiful and lovely? Beautiful, được rồi. Is it beautiful? And it has a cool weather. It's a cool weather. And beautiful views. Mọi người cứ nói 2-3 câu vậy được rồi. Yes, the famous place is Dallas City. Dallas is beautiful. It has a cool weather. And beautiful views in there. Mọi người có thể nói thêm and the food is very delicious. Rồi, nếu không thì mọi người sẽ nói kiểu khác. Yes, I think the famous place is Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City is big and beautiful. And in Ho Chi Minh, we have a Bến Thành Market, Đức Bà Church, and Saigon River. They so lovely. Mọi người cứ nói. Mọi người cứ bừ ra. Mọi người đừng theo câu cú gì cả nhé. Rồi. Câu hỏi số 8 là gì ạ? The last thing you saw on TV. The last thing you saw on TV. Nhưng mà câu này có nghĩa là cái chương trình gần đây bạn xem trên TV là chương trình gì? Rồi.
Chương trình gần đây rồi cái chương trình gần đây bạn xem trên TV là chương trình gì? Như vậy em sẽ nói một cách đơn giản cho mọi người ạ. The last thing I saw, mọi người đọc lại cái đó. I saw on TV is a film, hoặc là words cũng được, is cũng được nha mọi người ạ. Is a film là một bộ phim. Its name bộ phim của nó là gì? Em không rành về phim ảnh lắm. Rồi mọi người có thể nói là its name is bố già. Bố già. Em ở đây có nhiều mọi người có những bộ phim hay hơn nữa đúng không chị Trang ạ? Nghe. Its name is bố già. Is he very interesting and is very interesting with famous actors. Đó mọi người cứ nói thế đó. Yes, the last things I saw on TV is a film and its name is bố già and is he very interesting with famous actor, famous actors. Mọi người nhớ famous actor là những cái diễn viên nổi tiếng. Ok. Rồi, mọi người đừng áp lực nhé, cho em nói hơi nhiều một tí cũng được. Ok rồi, mọi người không thích nói như thế thì mọi người nói bộ phim khác ha. Rồi, tùy mọi người. Rồi, ok, next one, mình qua câu số 9 nè. Mọi người thấy đi thi, mọi người thấy chữ wearing là mang cái gì hôm nay? Vậy hôm nay mình mang cái gì? Today I am wearing. Nhiều người đọc chữ wearing không được, mọi người dùng chữ having luôn cũng được. Nếu không được chữ wearing thì mọi người đọc having. I'm wearing a pair of jeans hoặc là a pair of trousers, một cái quần dài, and a white t-shirt và một cái áo thun màu trắng. I look so formal. Mình có nói thêm câu này. Tôi nhìn trông rất là trang trọng. And I have a pair of shoes. Và tôi có một đôi giày. I have a pair of shoes. Và tôi có một đôi giày. Đó, mọi người em nói lại ha. Yes, today I am having a pair of trousers and a white t-shirt. Một áo thun màu trắng. A white t-shirt. I look so formal today. And I have a pair of shoes. And I have a pair of shoes. Đó, mọi người cứ nói thấy giùm em. Mọi người đang đang căng thẳng về nó, em biết mà. Rồi cố lên nè. Rồi bây giờ cứ cứ đợi em soạn hết đi, rồi sau đó cùng nhau trao đổi cái này. Rồi ba câu. Cái câu này thì chỗ mọi người em cũng chia sẻ luôn, cái câu này ít khi nó ra lắm, cái câu này ít khi nó ra lắm. Và câu này có nghĩa rằng là cái thời gian gần đây, thời gian mới đây, bạn cảm thấy thư giãn là khi nào? Như vậy nó là yes. The last time I felt relaxed was, hoặc là is cũng được. Last night, I saw the cartoon. Ok, mọi người có thể nói ra Tom and Jerry, đúng không? It's so funny and I laugh a lot. Yes, the last time I felt relaxed was last night. I saw a cartoon, Tom and Jerry. It is so funny, and I laugh a lot. Nó rất là vui và tôi cười rất là nhiều. Vậy đó, đó là thư giãn. Đúng không ạ? Rồi, mọi người nhớ cái mẹo trả lời giùm em nha. Câu hỏi tiếp theo là chữ typical meal. Mọi người nhớ chữ typical meal. Typical meal là gì? Là cái bữa ăn điển hình trong quốc gia của bạn. Là cái bữa ăn mà người ta ăn, thường ăn cái gì? Và có bao nhiêu bữa ăn một ngày? Đấy, vậy chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Yes, Vietnamese people often have three meals a day. Họ thường ăn ba bữa một ngày. They have rice, meat. Đó là meat, rồi hoặc có thể nó là chicken, vegetable and soup for meal. Đó, mình nói đơn giản thôi, mình nói đơn giản như thế này thôi. Như vậy mình nói là yes, Vietnamese people often have three meals a day.
They often have rice, chicken, meat and vegetables and soup for every meal. Mình cứ nói như thế. Mọi người cứ nói bồ bồ, được học thế à, được học thuộc. Rồi. Cái câu 12. Mọi người thấy chữ typical day, typical day. Có nghĩa là cái ngày hoạt động hàng ngày của bạn. Cái typical day là hoạt động hàng ngày của bạn. Giống như mọi người đều có những cái công việc chính của mình. Nhưng mà em cứ nói chung chung như thế này, em nói chung chung như thế này. Yes, I get up at 6 a.m. Then I go to toilet and have breakfast. Breakfast. Okay. Rồi. And I go to work to 5 p.m. Then I go home, have dinner and sleep. Đó, em dạy rất đơn giản vậy thôi. I get up at 6 a.m. and then I go to toilet and have breakfast. I go to work to 5 p.m. and then I go home, have dinner and sleep. And sleep. Mọi người cố gắng nói đơn giản thế thôi ạ. Rồi, mọi người giúp em cái này ha. Rồi ba câu nữa. Mọi người cứ đừng sợ dài nhé. Người Việt Nam mình thấy cái gì dài là sợ. Rồi. Cái ngôi trường đầu tiên của bạn, ngôi trường đầu tiên của bạn. Mình sẽ nói như sau ạ. Em sẽ nói cho mọi người nghe thử. Yes, my first school is a nursery. Chữ này dễ đọc hơn, cho nên em dùng chữ nursery school. My first school is a nursery school. Nursery school. And its name, its color are yellow and blue. And it has a lot of toys and flowers. Is it beautiful? Đó, em nói về hiện tại đơn ở đây luôn nè. My first school is a nursery school and its color are yellow and blue. It has a lot of toys and flowers and it is very beautiful. Đó, cái giọng, cái ngữ điệu nó quan trọng lắm. Rồi. Cái câu này ạ. What kinds of sport do people in your country play? Câu này sport là thể thao. Và ý của câu này là những người trong quốc gia của bạn họ chơi cái môn thể thao nào? Như vậy chúng ta sẽ nói sao ạ? Yes, Vietnamese people often play soccer. They play soccer or tennis. They play every day and they play with their friends or family. Đó, mọi người thấy em soạn rất là đơn giản. Yes, Vietnamese people often play soccer or tennis and they play every day and they play with their friends or family. Đó, câu hỏi số 15 ạ. Câu hỏi cuối cùng. Người sẽ nói khó thế. Nghe rồi, cứ bình tĩnh. The best way to travel in your country. Câu này muốn hỏi rằng là cái phương tiện đi lại tốt nhất trong quốc gia của bạn, chứ không phải là đi du lịch ạ, không phải là đi du lịch mà phương tiện đi lại. Như vậy, em nghèo thì em nói theo kiểu nghèo. Yes, Vietnamese people often go by bus. The bus is very popular. The people spend little money for the trip. Vậy thôi, mọi người chỉ cần nói như vậy. Yes, Vietnamese people often go by bus and bus is very popular and they spend little money for the trip. Đó, chúng ta nói như thế. Cái quan trọng ở đây là gì? Như vậy, chúng ta thấy là có 15 câu. Thì em tin chắc rằng là mọi người sẽ bị hỏi 3 câu trong 15 câu này. Khi em nói xong điều này, thì tất cả mọi người sẽ hoang mang. Trời ơi, sao nhiều vậy, sao học nổi? Không, mọi người đừng học mà mọi người nên luyện tập đi ạ.
Và có một cái câu nói em muốn chia sẻ. Thì cái kỹ năng nói có 12 phút và có 4 phần. Và mọi người trong lớp và cùng với em đã chia sẻ được phần nói một. Và nói một của mình sẽ có 3 câu và một câu mình sẽ nói 30 giây. Một câu sẽ nói 30 giây. Và sau khi người ta hiển thị câu hỏi lên màn hình, người ta bíp một cái là mình sẽ nói. Nói sai cũng được, họ không chấm ngữ pháp, họ không chấm phát âm. Đấy, họ chỉ chấm điểm phản xạ và ý tưởng. Mọi người có tin em điều này à, chỉ phản xạ và ý tưởng thôi. Rồi à, như vậy đó là phần 1. Em vừa trải nghiệm phần 1. Thì chỗ anh Lộc và mọi người mà hôm nay vắng ấy, thì mọi người có thể là xem lại clip không sao cả. Rồi à, bây giờ em sẽ tiếp tục phần 2. Em sẽ tiếp tục phần 2. Anh Lộc ha, anh Lộc thông cảm cho em qua phần 2 rồi em sẽ nói lại sau. Rồi. À, như vậy phần 2 thì em sẽ phóng to cái đề này. Em sẽ phóng to đề này. Không biết là bữa chị Trang thi cái phần 2 chị thi cái đề nói có hình gì vậy chị á? Em thi cái phần mà nói về về môi trường á thầy, nghĩa là luyện là về cái tham gia trong cái không gian đó rồi mình có ý thức bảo vệ môi trường ra sao đó thầy. Đúng rồi. Ok em nhớ rồi. Dạ. Mình rồi. Ok, như vậy à, mọi người nhớ giùm em cái format của đề. À, phần 2 đi thi mình sẽ mô tả một bức hình. Một bức hình 45 giây và mình sẽ trả lời hai câu hỏi, mỗi câu 45 giây nữa. Như vậy, cái vấn đề giây ở đây đối với các anh chị và đối với mọi người trong lớp thì nó khá là bình thường. Bởi vì sao? Mình chỉ nói vài thông tin là được rồi. Như vậy đi thi nó hiện ra cái bức hình này và nó nói cái câu như thế này ạ. À, em nó nói cái câu này ha, nó nói cái câu này. Rồi, nó nói cái câu là describe the picture, đúng không ạ? Mô tả bức hình. Như vậy nó đọc cái câu describe the picture, nó đọc xong rồi là mọi người sẽ mô tả bức hình ngay lập tức. Và ở đây em có mô tả sơ sơ bằng tiếng Việt nè. À, một thanh niên cầm tờ báo đứng đọc tin tức, xung quanh là màn hình máy tính. Có lẽ là ông ấy đang cập nhật tin tức hay thời sự gì đó và ông ấy đang đứng trong một căn phòng, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ nói đơn giản, em sẽ nói đơn giản bức hình này. Yes, cái chữ yes là cái câu mô tả chính. À, yes, I see a man. À, em ghi chữ thường nha. Yes, I see a man standing in the room, and he is reading newspaper. Newspaper. Rồi nó I think so. Mình cười nhá, mình nói I think so. Around the man, em sử dụng từ đơn giản thôi. Around the man, I see there are many, mọi người có thể nói là TV hoặc mọi người có thể nói là there are many monitors. Monitors là màn hình. Monitors là cái màn hình. There are many TV, there are many monitors. With the programs running, với những chương trình đang chạy. Đó, đó là cái mô tả của em đấy. Như vậy em sẽ nói lại. Yes, I see a man. The man is standing in the room, and he is reading newspaper. I think so. And around the man, behind the man, I see there are many TV, many monitors. And on the monitor, on the TV, I see programs. Bé đâu nay mọi người đọc program không à? There are many programs, many programs running. Đó, mọi người cứ nói đơn giản như thế được không ạ? À? Rồi. À, sau khi mọi người mô tả bức hình xong, nó sẽ chuyển qua câu hỏi số 2 và nó hỏi như sau, Mọi người để ý hỏi ạ. À. Nó hỏi gì ạ? À? How people learn about new World News. Con người ta cập nhật tin tức thế giới như thế nào trong quốc gia của bạn? Câu này là hỏi về trong quốc gia của mình. Như vậy đi thi nó không có tiếng Việt đâu. Nó không có tiếng Việt đâu mà mọi người nhớ cho em. World News là tin tức thế giới. Bắt đầu mọi người nói. Vietnamese people often read online newspaper. They often read online newspaper and they also
on the new channel. Chị Trang là quốc vô một số channel luôn. On the new channel, they can listen to the radio. Listen to the radio. Đó, mọi người cứ nói như thế. Còn đúng rồi. Yes, Vietnamese people often read online newspaper. We have tuổi trẻ newspaper, thanh niên newspaper. It's very useful. And they can watch the TV or the new channels. And some of the VTV or FTV. And all they can listen to the radio to update, to learn about the world news. Đó, mọi người cố gắng nói bình thường, đừng sợ. Đi thi này nó không mà em xin lỗi một tí là những cái giám khảo đó họ không thấy mặt mình, họ không biết mình là ai cả, họ không biết mình là ai cả, đúng không? Nhưng mà mình cứ nói mình đừng có ngại gì cả, bởi vì họ đâu thấy mặt mình đâu. Như vậy mọi người cứ cứ tự tin, quăng quăng cỡ nào cũng được, quăng mùm 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 ra. Đó, em hay dặn những cái sinh viên đại học của em như thế đó. Rồi. Câu hỏi số 2 ạ. Câu hỏi số 2 là gì ạ? How reporting of news change. Như vậy ở đây mọi người thấy chữ change là thay đổi. Thay đổi. Như vậy ý câu này là cái việc tường thuật cái bản tin nó đã thay đổi như thế nào so với quá khứ. Mọi người nói đơn giản này, yes. It changed a lot. It changes a lot. Rồi, in the past, in the past, the people did not have yet. The people did not have modern technology. They could not report đúng không? Report lively. However, they can live stream. Mọi người cứ nói thế. They can live stream or show news immediately. Ai có từ nào hay hơn thì mọi người cứ nói. Tạm thời là em nói những cái từ cơ bản này đã. Ngay immediately. Vậy cho em nói lại ạ. Yes, it changes a lot. In the past, people did not have modern technology. So they example they did not have the laptop or smartphone, so they could not report lively. However, now they use their smartphone, they use a laptop, and they can live stream the news, or they can show the news immediately. Đó, như vậy mọi người thấy không ạ? Như vậy mình sẽ mô tả. Yes, I see there are five people, three children, and three children and two old people. And I think they are a family, and they are playing in the park. They are playing in the park because they are managing. Mình cứ nói như thế. Because I see managers. Đó, mọi người cứ nói như thế. Nó ngắn thôi. À. Như vậy mọi người sẽ nói sao ạ? Yes, I see there are five people, three children and two old people. And I think they are a family. The father, the mother and the children. And they are playing in the park because I see there are many trees around them. Có một số anh chị hỏi là như vậy lắc vòng là gì, thầy biết không? À, lắc vòng tiếng Anh là hula hoop. Hula hoop. Đúng rồi. Hula hoop. Sorry, hula em ghi tiếng Pháp rồi. Hula hoop. Ok, hula hoop là lắc vòng. Okay. Chơi lắc vòng là hula hoop biển. Đó, mình có thể nói đơn giản như thế. À, hula hoop. Ok. Rồi. Như vậy, sau khi mô tả xong bức hình thì nó hỏi câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 đó là gì? What game you play when being young? Như như bạn về nó, thầy ơi người ta không hỏi vậy mà người ta hỏi vậy nè. À, em sẽ ghi câu hỏi đó cho các bạn đó. What game did you play when you were a child? Ô, hai câu này như nhau. Mọi người vẫn thấy chữ game, mọi người vẫn thấy chữ play, và child là con nít. Đó có nghĩa là trò chơi bạn chơi khi bạn còn là con nít là trò chơi gì? Như vậy mọi người sẽ trả lời đơn giản giùm em như thế này. À, em sẽ trả lời ha. À, sorry.
When I was young, I often play đá banh cũng được, trốn tìm cũng được, tennis cũng được, chơi golf cũng được, tùy mọi người thích chơi cái gì cũng được. Rồi, ví dụ như em nói là I often play play soccer. I play every day with friends on the field là trên cánh đồng. We felt happy. Nói đơn giản thôi. Mọi người không cần phải nói nhiều. Mà mọi người sẽ nói là just when I was young, I often play soccer. I play every day on the field and we felt very happy. Nếu mọi người không nói được thì mọi người nói just young I play game nhảy dây. Nhảy dây very very famous in Vietnam. Nhảy dây happy, nhảy dây funny. Bây giờ nhảy dây mình không biết mình quốc lương chứ sao giờ? Không sao hết nhé. Bởi vì có một giám khảo người Việt ngồi cạnh một giám khảo người nước ngoài. Như vậy mọi người sẽ thấy rằng cái trợ lý ngôn ngữ người Việt sẽ giúp mọi người giải quyết những khó khăn về ngôn ngữ với người giáo sư đó. Vậy các bạn cứ nói, mọi người cứ nói giùm em. Rồi. Cái câu hỏi số 2 đó là trò chơi của trẻ em đã thay đổi như thế nào trong những năm qua? Trò chơi của trẻ em đã thay đổi như thế nào trong những năm qua? Có nghĩa là quá khứ tụi nhỏ chơi cái gì? Bây giờ tụi nhỏ chơi cái gì? Như vậy ta nói đơn giản, yes, in the past, the children often play a simple game, example 2 and 6. 2 and 6 là chơi trốn tìm á. 2 and 6. And now they often play on the internet. They don't go out. They stay at home. Đó. Mọi người nói như thế là nó hiểu mọi người đang nói cái gì. Just in the bus, the children often play the simple game. For example, they play hide and seek. Hide and seek or soccer. They play every day so happy. However, now they often play on the internet. They don't go out. They just stay at home. They surf the Facebook. They chat on the Zalo. Mọi người cứ nói như thế. Nhá, mọi người nhớ giùm em nhé. Rồi. Như vậy đây là một đề số 2. Đề số 2 của phần 2 đó nhé. Em đang đi phần 2 thôi ạ. Phần 3, phần 4 em chưa đi. Rồi. Ok, bây giờ đề số 3. Cho em nói hết cái này rồi người trao đổi với nhau. Đề số 3 thì mọi người thấy cái gì? Mọi người thấy là nhiều người đang ngồi trong rạp chiếu phim. Họ đang có bắp nổ này. Rồi họ đang... em nói luôn là họ đang cười. Ai cũng cười, mọi người thấy ai cũng cười hết á. Như vậy mọi người sẽ nói làm sao? Yes, I see there are many people. They are in the cinema. They are watching film. And they are smiling. Happily. Nhiều anh chị giỏi hơn là có thể nói thêm là they are eating popcorn. Họ đang ăn bắp nổ popcorn đó. And drinking Coca-Cola. Đúng rồi. Cold đấy. Cái tiếng Anh là chữ cold. Và khi nó lai sang cái tiếng của Đông Nam Á thì họ gọi là Coca-Cola luôn, bình thường. Rồi. Yes, I see there are many people. They are in a cinema. They are sitting on the chair. They are watching the film. And I look at their face. Nhìn khuôn mặt họ kìa. Look at their face. They are smiling. They're so happy. And I also see they are eating the popcorn. Tùy. Mọi người cứ mạnh dạn giùm em. Nếu không nói được, nói vậy. Yes, yes, I see 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yeah, yeah, many people. Girl, woman, children. They in cinema. They cười smile. They smile happy. Mọi người cứ nói như thế nhé. Mọi người cứ bồi bồi giùm em. Chứ đừng cứ sợ mà ngồi im nhỉ. Rồi.
đến câu hỏi này. Câu hỏi này người ta hỏi là nói về cái lành, the time you laugh a lot. Nói về cái lành bạn cười nhiều là khi vậy, khi nào vậy? Cái lành mà mọi người cười nhiều là khi nào vậy? Không phải mọi người nói đơn giản thôi. Yes. Yes, the time I laugh a lot, laugh, laugh, laugh. At the time I laugh a lot yesterday. Mọi người nói luôn chữ yesterday. Em dùng văn nói nhé. Em dùng văn nói. Yesterday I saw a cartoon. Đây tôi xem một cái cartoon. I saw a cartoon, nói thêm là the cartoon, ví dụ Tom and Jerry. Tom and Jerry, Tom and Jerry, a mouse and a cat and a cat. I felt so funny and I laugh a lot. Mọi người cứ nói đơn giản, đúng không? Đó, mọi người cứ nói. Còn không, nếu mọi người muốn 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 mà đỉnh luôn ấy, mọi người sẽ nói yes, the time I laugh a lot. Yesterday, my husband and I, we saw a cartoon. The name of the cartoon was Tom and Jerry. That's it about a cat and a mouse. The cat chasing the mouse every day. So funny, so interesting. My husband and I laugh a lot. Đó, mọi người cứ nói như thế. Em biết mọi người ngợp nhưng mà cố lên. Rồi. Cái câu 2 này nè. Câu 2 này khó chịu lắm. Thậm chí chuyên ngữ dịch câu này cũng sai. Ý của câu này là những người đến từ các quốc gia khác nhau, họ có cái cách cười khác nhau, đúng không? Cái văn hóa của họ, cái cách cười trong văn hóa của họ khác nhau. Và cái cách cười ở đây là gì ạ? À? Là cái cách làm cho họ cười nó khác nhau đấy. Bạn có đồng ý điều này hay không? Về mọi người đi thi, mọi người thấy gì? Different countries là những quốc gia khác. Laugh là cười. Different things là những thứ khác nhau, là cười khác nhau đấy. Như vậy em sẽ soạn ra nói thử coi. Yes, I agree. The people living in different countries. They have different way. To tell show là nói đùa. To tell show and make use of the funny words. So I think they laugh differently. They laugh different. Đó, different cũng được. Nhiều người sẽ hỏi em là make use of funny words là gì? Make use of funny words là sử dụng những từ ngữ nó vui nhộn trong mỗi cái văn hóa đó, của mỗi có cái cách khác nhau. Ví dụ ở Việt Nam mình khi mình nói ai đó, mình châm biếm ai đó, mình sử dụng cái từ vui vui, nhưng ở nước ngoài sử dụng những từ khác. Đấy. Rồi, như vậy mình nói là yes, I agree. People living in different countries, they often laugh different thing. They laugh differently. Why? Because they have different way to tell jokes, or they have different way to make use of the funny words. So that's the reason why they laugh different. Mọi người cứ nói bình thường. À, một tí em mời một người nói luôn một cái đề nha. Nói luôn một cái đề hai. Okay, rồi. Ok, qua cái đề 4. Đề cuối cùng đúng không ạ? Qua đề 4. Rồi. Đừng lo, mọi người cố gắng ngồi nghe với em trước đi đã. Rồi, mọi vấn đề kia mình giải quyết sau. Đề 4 là mọi người thấy một cái người bố đang dạy cái đứa con chơi cái xe đạp nhỏ, xe đạp trong công viên, mình nghĩ như vậy. Họ nó cười rất là vui vẻ. Như vậy mình sẽ mô tả bức hình này dễ mà. Yes, I see. Em ghi chữ to to tí ha. Yes, I see. There are two people. They are in the park. The father and his son. The father is helping. The son riding the bike. Đó, mọi người nói như thế đó. Rồi, they are laughing, họ đang cười nữa. Mình có thể nói they are laughing. Chữ này đọc laughing, không đọc lâu, laughing. Mọi người nói yes, I see there are two people. They are in the park. The father and his son.
And the father is helping. Is helping his son riding the bike. And they are laughing. They look so happy. Đó, như thế. Rồi, câu số 1. Ai có thể thử dịch giúp em câu 1 ý nó nói gì không ạ? Để coi mọi người theo kịp không? Cha mẹ và từ nhỏ dành thời gian, dành thời gian với nhau như đúng thế rồi, nào? Như thế nào trong quốc gia của bạn? Trong quốc gia của bạn. Đúng rồi, cô Hạnh rất là giỏi này. Ok. Rồi. Như vậy mình sẽ nói sao? Yes, I think they can go shopping together on weekend. On weekend. They watch film every night in the living room. They talk and they make funny. Đó, mọi người cứ nói make fun. And they make fun together. Together. Thêm chữ together cũng được, không sao hết. Các bạn nói ha. Yes, I think they can go shopping. They can go to the Vincom or go to Lazada. Go to Comart, okay, or somewhere to shop something. Or they watch film every night. Watch film every night. They sit on the sofa, sitting on the sofa. They talk and they make fun together. À, đơn giản như thế. Và câu hỏi số 3 qua là tại sao? Important là quan trọng. Parents là bố mẹ. Spend time with children có nghĩa là tại sao bố mẹ cần phải dành thời gian với con trẻ vậy? À, tại sao điều này lại quan trọng như vậy? Như vậy mình sẽ nói sao ạ? I think the children feel more confident because their parent give them advice and will have a happy family when father, mother and children talk together. Đúng không? Talk together. Đấy. Yes, I think the children feel more confident because their parents give them useful advice. And they will have a happy family when father and mother and children talk together. Okay? Được nha. Như vậy, rất cần lắm những cái sự sự tự tin của mọi người. Nói như mọi người đang đứng trên sân khấu vậy đó. Mọi người phải tự tin lên và mọi người cứ phan giùm em. Tiếng Việt dính trong đó cũng được, tiếng Anh dính trong đó thì càng tốt. Và mọi người phải nói, đừng ngồi im lặng. Mọi người đừng ngồi im lặng giùm em là được ha. Và cái quan trọng ở đây là gì? Quan trọng ở đây giống như hồi nãy chị Hạnh, chị Trang ấy, có một cái rất là tốt, đó là intonation. Vừa hỏi xong bíp ra nói và bắt đầu có ngữ điệu lên xuống là tốt. Đấy, cái đó nó thuyết phục người giám khảo hơn. Đúng không ạ? Như vậy em xin mời một ai đó nói thử một đề nào cả. Đây là giao diện của bài thi nói. Và đến ngày thi mọi người sẽ được hội đồng phát cho một cái session code. Cái session code này là session của buổi thi. Session code này là session của buổi thi. Đấy. Rồi mọi người sẽ nhập cái mã session vào đây. Sau đó mọi người sẽ bấm chữ NAS. Rồi. Nếu phần thi nói thì mọi người sẽ nhập tiếp một cái mã key code. Mã key code của kỹ năng nói. Mọi người nhập vào đây. Mọi người nhập vào đây. Sau nhập vào mọi người sẽ bấm chữ NAS. Mọi người bấm chữ NAS đúng không ạ? Và sau đó nó hiện là Ví dụ IU Nguyễn Văn Đức. Nếu đúng của tên mình thì mình bấm chữ Yes. Bấm chữ Yes. Nếu không đúng tên mình thì đừng nói ạ. Bấm chữ Yes. Rồi. Và sau đó sẽ hiện ra một cái gì đó, mình bấm chữ test, bấm bắt đầu bài thi. Rồi, bấm ok. Và trong kỹ năng nói này, mọi người nhớ là mọi người không ngừng lại được. Mọi người chỉ nói lên thôi, không ngừng lại được, không tua lại được. Rồi, bấm ok. Để bắt đầu. Đây đọc part cho one. Mình đấy. In this part, I'm going to ask you three short questions about yourself and your interests. You will have 30 seconds to reply to each question. Begin speaking when you hear this sound. Please tell me about your family. Câu này không thi.
bây giờ mọi người để ý cái sóng âm, để mọi người để ý sóng âm nó nhún nhún ra không? Vậy mọi người nói to lên thì sóng âm nó sẽ nhún ra, điểm nó rất cao. Yes, family, three people, father, mother, and me. We love each other. We often play game. Mình hết ý rồi đúng không ạ? Hết ý rồi mọi người bấm cái chấm màu đen đen này giùm em nhé. Bấm chấm rồi, ok, qua. Qua câu hỏi. What do you like doing in your free time? Yes, in my free time, I often play soccer. I play game and I listen to music. And I like to drink coffee. I drink coffee at the coffee house. Hết ý rồi. Mọi người ơi, hết ý rồi. Mọi người nhớ bấm cái chấm đen này giùm em để qua. Ok. What's the weather like today? Thời tiết như thế nào? Yes, the weather today is hot and sunny. And I don't like this weather because I feel uncomfortable when I'm doing the exam. Hết ý rồi. Bấm chấm đen này qua cho em. Như vậy xong phần 1. Ngồi hít thở. Hít thở 10-15 giây thôi. Hít thở lâu quá mọi người bị kick out ra khỏi hệ thống đấy. Mọi người hít thở. Rồi đợi nó di chuyển sang phần 2. Rồi, mọi người nhìn cái giao diện giùm em trước ha. Nhìn cái giao diện giùm em trước. Rồi. Thế mọi người sẽ bấm chữ Next. Part 2. In this part, I'm going to ask you to describe a picture. Then I will ask you two questions about it. You will have 45 seconds for each response. Begin speaking when you hear this sound. Describe this picture. Đó, nó hiện bức hình lên, ok, miêu tả đúng không? Mình cứ thấy sao mà nói vậy. Yes, I see two people, a woman and a little girl. The little girl is so cute. And the woman and little girl in the room. They looking something. I see the snail and the stove. They look so happy. Hết ý rồi, bấm qua. Nó đổi con. Tell me about a time when you visited a museum. Yes, the time when I visited a museum, I visited Ho Chi Minh Museum last week. I went there with my family. We went there. We felt very happy. And we went there, we take the pictures in the museum. Thế đấy rồi, chấm quà. Đó. Câu 3, lỗi. Do you think people should pay to visit museums or should they be free? Người ta nên trả tiền, bếp là nói liền nha. Yes, I think the people should pay to visit museum. Why? Because they pay the money, they will look after the museum. And when they pay the money, they are more responsible. Đó, như vậy, hết ý, chấm đen, qua. Như vậy thôi, bắt đầu ngồi, hết thở 10-15 giây để qua phần 3 và phần 4. Đó, cứ theo trình tự như thế. Mà hôm nay mình cho phần 3 và phần 4. Mà mình mới trải nghiệm phần 1, phần 2. Để hiểu rằng cái kỳ thi này nó cực kỳ dễ. Họ không gây ra một khó khăn gì cho cái điểm thi của mình cả. Cái quan trọng của mình là gì? Phản xạ giao tiếp để họ chấm điểm cao nhất có thể. Đó.